Trên đi kìa. Viện có phải là năng lượng không? Trên đi kìa, trên đầu ông ấy. Có hỏi về một câu. Đấy đúng rồi, cái đấy. Có năng lượng nhưng mà đúng không? Đá đỏ. Đá đỏ sản xuất ra năng lượng đúng không? Có nghĩa là đá sản xuất ra điện ngũ hành. Ê, cái này này, cái này. Mẹ. Không, không đấy mà đá, đấy là sỏi. Thối quá. Đấy nhưng mà thì mẹ sỏi có giá không? Không, không phải sỏi để lấy cái sỏi có giá đấy. Lô hội mà cái gì nó cũng có giá mày. Đi mẹ. Hay lắm. Có mà tao tìm bán được đi. Lô. Đấy lô hội. Ơ sao đập tôi? Đập lộn, nó lag đó. Ơ. Lag mà đập được người à? Thôi tao. Ô vàng. Vàng. Chú kêu vàng thì mẹ mẹ. Vừa nãy thằng kim cương kêu lạ lên, bây giờ đến được cả thằng kêu vàng á. Quỳ mẹ. Quỳ. Trên đầu. Trên đầu. Sắt trên đầu. Sắt trên đầu. Cái đó là sắt hả? Tao không phải mày được giữa bạc với sắt. Iron bạc Iron là gì? Đụng bá thằng ngu. Học hóa như thế. Nó học hóa thì à thì sắt là Fe mày ạ. Chứ không phải Iron hiểu không? Vàng là gì? Iron Man đấy, bọn mày không xem Marvel à? Dạ. Ồ, hàng. Iron Man là người... Ê, đá đỏ. Người đá. Người đá. Người đá. Hay đó, người Iron đá. Iron Man là người đá, được quá. Ê, làm cái cúc kim cương cho tôi ông ơi. Không có đủ mà. Bao nhiêu? Ba thằng ngu. Bao nhiêu? Tao mới có... Bốn kêu không đủ. Thì cho mình tao thôi. Cho thì cho cúp kim cương thì tao đào cho, để tao đào cho. Làm đi, về nhà. Đéo, tao làm cúp kim cương nhá. Được rồi, làm gì? À, thế là làm bài em chan nhỉ? Hay làm bài em chan nhỉ? Em chan, thằng ngu. Làm bài em chan đi, làm bài em chan. Ờ, nhưng mà làm bài em chan phải có cúp kim cương. Tao làm cúp kim cương. Cẳng này. Tao này, của ta. Nó làm. Tao cúp kim cương đâu. Chết làm mất đấy, chết lắm. Mẹ lô hội cầm mồm. Cho tao. Mượn tí thôi, trong tí tôi giả. Đéo tin được. Thằng lô hội kia mày không tin được. Đấy. Ok nhá, đi. Phải lên trên đất nhá. Phải lên trên đất nhá. Thôi, từ từ. Đập lâu vãi lồi. Thiên thạch đập lâu mà. Một bé chúng mày thêm power ơi. Mới có 7 power. Đêm à. Đậu má đây. Đây, đưa ra. Ôi, đi về cái hang rộng vai nó. Ôi, gì nhá. Vừa đồ quá. Ai thằng mai thằng mai như thế, ai thằng mai kêu như gì ấy. Mà chết à? Chưa. Đã chết đâu. Cú kim cương vẫn còn, mày chỉ cần biết vậy thôi, lô hội. Mày chỉ biết rồi nó hội. Tại nó đi ra. Nó đi ra về thằng vấn đề này kêu cái trò đầu tiên. Mày không có quan tâm tới mày tao, chỉ quan tâm tới cái cuối kim cương. Hiểu thế tao không? Hiểu tại sao không quan tâm không? Tại vì cái bạn này chú chết chú hồi sinh được, ok. Đủ má lô hội. Đồ mờ tao bị cháy rồi. Đủ má lô hội. I am fire. Đủ má lô hội. Ta chỉ biết rồi đấy. Bây giờ tôi cần tìm nước. Ở nhà có 5 viên diamond, thằng áo đỏ thì ăn nha. Sao lồ đấy. Có mà, tôi mở rồi, có 5 viên kim cương mà, tôi mở rồi. Thấy rồi. Lô hội bốt rồi. Có 5 viên kim cương. Có áo đâu, bên trong hòm nhá. Tôi cũng sợ đấy, bên trong hòm kìa. Đà mờ là lô hội. Lô hội bị chửi nhiều quá. Tao cảm thấy lô hội đó. Tôi lối khức. Lô hội. Đà mờ là lô hội. Thằng nào... Ủa, mày không lấy TNT để đào à? Lấy TNT đào à, chứ không à? Đấy, kiểu được mà. Đặt TNT vô rồi, bùm 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 bùm, nguyên cái hang. Ông có creeper mà đòi, có creeper ấy gì không? Tôi có một tí rồi, còn tôi còn thiếu vài cái. Có một tí thôi, cái TNT làm ấy lắm, làm nó tiêu tốn lắm, cả cần redstone kiểu, tiêu tốn tài nguyên lắm.